chuyện hai gia đình không môn đăng hộ đối mà khó kết hợp đã chẳng còn là điều xa lạ. Họ vì con, vì cháu mà bằng mặt chứ không bằng lòng. Tất cả cũng chỉ do những suy nghĩ cổ hủ, xuất phát từ thành kiến cá nhân. Mới đây, trên một diễn đàn có cô gái tâm sự về câu chuyện mình vừa trải qua. Cô kể, nghĩ mà buồn cười cợt các mẹ à. Em vừa cưới được 5 ngày, nay ngồi xem lại album cưới mà thấy chuyện của mình hài quá. Em với chồng yêu và mày mò cũng khá lâu mới đi đến quyết định cưới. Ngày về ra mắt nhà anh ấy, bố mẹ chồng tương lai không quá niềm nở nhưng cũng chẳng phản đối. Cho đến khi họ về nhà em thủ thỉ người lớn thì bố mẹ chồng em gần đất. Chồng em giấu mà có lần em nghe được mẹ chồng bảo, thời buổi hiện giờ còn có cái nhà tranh vách đất như thế. Mẹ mà biết nhà nó hoàn cảnh như này thì... Đến đoạn đó bà ngưng lại vì em xuất hiện. Bài đăng của cô Hoàng hậu. Khổ nỗi nhà em minh mông thì minh mông thật nhưng ở quê, nhà làm từ thời ông bà để lại. Bố bảo ở mái lá cho mát, mà cọc trụ nhà em toàn đồ gỗ xịn cả. Bố mẹ em ở nhà nên ông bà nuôi thêm 200 con vịt, thả cá vừa kinh hồn tế lại vừa vui. Nhưng bố mẹ chồng ở thị trấn có vẻ không ưng cảnh quý nên cứ lắc đầu ngắn ngẩm mãi. Gần cưới anh chồng em còn bảo, hay không đóng dâu nữa mà ra nhà hàng ăn cỗ một thể. Em gặn gỏi mãi quá ra ông bà kinh hồn mang cả họ về nhìn nhà thông gia thế này thì xấu hổ. Cũng bao năm tháng em mới tìm được người năm nhi tốt, không thể vì chuyện này mà hủy hôn, lỡ dở cả đời. Được cái liêm sĩ em bằng thép chống dĩ nên chả biết tự ái là gì. Đến ngày cưới mới vui chứ. Em đưa mẹ đi trang điểm đẹp lồng lộn, vàng bạc đeo đầy người. Đến lúc mẹ chồng vào nhìn là hơi choáng rồi. Mà chả hiểu sao nhà chồng em lại có tục mẹ chồng đi đón dâu chứ không phải ở nhà đón như những chỗ khác em thấy. Ảnh minh họ. Xong các thủ tục giới thiệu người nhà cô dâu lên trao quà. Hết người nọ đến người kia mà mẹ chồng em chấm mồ hôi liên tục. Nhìn buồn cười cợt lắm cơ. Tổng kết lại mẹ em cho bộ trang sức 2 cây vàng, bố em tặng con rể sổ dành dụng 50 triệu. Ngoài ra bằng hữu họ hàng toàn mừng nhẫn tròn một, hai chỉ đeo rằm rịp tay luôn. Em thấy mấy đứa gamer thủ bảo họ nhà trai mày mò gõ dò thì hàng thôn bảo nhà em giàu nhất làng, tại bố em giản dị nên không khoe khoang. Câu chuyện của cô hoàng hậu trẻ được nhiều người bình luận. Đa phần họ đều bất thần với đại gia giàu ngầm. Nhưng đáng chê trách hơn cả là thái độ của bà mẹ chồng. Vẫn biết thương cũng cần phải thực tế nhưng khoảng cách từ thực tế đến thực dụng rất ngắn. Quả thật, màn lộ mặt của cô con dâu cũng khá bất thần và thú vị. Vậy đấy, vẫn là thông điệp đã thành hốt trên mạng thôn hội, đừng bao giờ coi xoàng xỉnh người khác. Trong tình yêu và hôn nhân lại càng cần sự tôn trọng nhau, dù là hoàng hậu với chồng, con cái với thân phụ mẹ hay kể cả thông gia. Tất cả đều là những kinh nghiệm gắn kết một đại gia đình. Đôi lứa có hạnh phúc hay không bố mẹ hai bên cũng góp một phần nào công sức.